Nếu như các bạn đang sử dụng những mẫu CPU thế hệ thứ 9, thế hệ thứ 10, thế hệ thứ 11 của Intel và đặt câu hỏi rằng liệu có nên đầu tư tiền để nâng cấp lên thế hệ thứ 12, cụ thể là CPU Intel Core i7 12700K hay là không, thì câu trả lời của mình là có, kể cả các bạn đang cân nhắc suy nghĩ rằng cái hiệu năng trên cái giá thành của em nó có tốt hay không, thì dĩ nhiên thế hệ thứ 12 chắc chắn sẽ là rất tốt. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái hiệu năng của em nó đi. Chúng ta đã biết được rằng là 14 nanomet xuống 10 nanomet mất khoảng vài năm của Intel để có thể xuống được, và dù gì thì chúng ta cũng đã xuống được rồi, thế nên chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua vấn đề đấy. Thì đối với CPU thế hệ thứ 12 của Intel, chúng ta đã có 10 nanomet, thế nên cái lượng nhân được nhồi vào em CPU này là cực kỳ lớn. Đối với một mẫu CPU Intel Core i7, chúng ta có tổng cộng là 12 nhân và 20 luồng xử lý. Nghe thì hơi lú một tí, tại sao lại là 20 luồng? Bởi vì CPU được chia ra làm hai cụm nhân, một cụm nhân với hiệu năng rất cao bao gồm là 8 nhân và 16 luồng xử lý, và một cụm nhân nhỏ hơn sẽ có hiệu năng thấp một chút, sẽ bao gồm là 4 nhân và 4 luồng xử lý. Thì với cách phân chia lại như này thì đây là một cái mà mình thấy cực kỳ phù hợp, bởi vì lý do mặc dù là tiến trình được giảm xuống, thế nhưng nếu mà nhồi một lúc 12 nhân và 24 luồng xử lý vào một mẫu CPU như kiểu Intel Core i7 12700K, thứ nhất là hiệu năng khi đấy sẽ là cực kỳ cao, và cái điều thứ hai nữa là cái vấn đề nhiệt độ của CPU sẽ hơi biến động lớn một chút. Và để giải quyết vấn đề đó thì Intel đã chia ra một giải pháp, đó chính là một cụm nhân hiệu năng cao, một cụm nhân hiệu năng tối ưu, tức là một hiệu năng giảm đi một chút. Thì đây là một cách làm của Intel khá là mới, và những người dùng nào mà quen cũng gọi là cái lượng nhân sẽ gọi là bằng một nửa so với lượng luồng, thì bây giờ nghe đến hơi lú một tí. Mình thì đọc mấy lần mình vẫn lú, đến bây giờ mình vẫn lú, nhưng mà không sao. Quan trọng là hiệu năng của Intel Core i7 thế hệ thứ 12 được cải tiến lên cực kỳ nhiều. Và để lấy một cái dẫn chứng cụ thể thì mình sẽ so với Intel Core i9 11900K, thì em 12900K này sẽ mạnh hơn cả đơn nhân lẫn là đa nhân luôn. Đấy là các bạn biết được là chúng ta xứng đáng để có thể nâng cấp được rồi. Và để cắm được em CPU thế hệ thứ 12 của Intel, chúng ta sẽ cần sử dụng một mẫu main, đó chính là Z690, bởi vì cái socket đây đã nâng cấp lên từ 1200 thì đúng hơn, từ 1200 lên là socket LGA1700. Thì ở đây mình sử dụng mẫu main đến từ Asus với tên đầy đủ là TWeb Gaming Z690 Plus D4. Đây là một trong những mẫu main có mức giá khá là hấp dẫn đến từ cái phân khúc của dòng Z690, và sẽ có 3 năm bảo hành. Và tương tự những dòng TWeb Gaming, nếu bạn nào quan tâm để gia hạn bảo hành thì hãng vẫn sẽ hỗ trợ vấn đề gia hạn bảo hành. Và đối với em Z690 Plus này thì các bạn cần phải lưu ý cái D4 đây này. Cái D4 này sẽ tượng trưng cho việc cái mẫu main này sẽ hỗ trợ, đó chính là RAM DDR4. Và tại sao lại là RAM DDR4, mà rõ ràng mà trong một video khác mình có nói là em CPU thế hệ thứ 12 của Intel hỗ trợ RAM DDR5, mà bởi vì là việc cái đồng bộ thẳng lên DDR5 luôn sẽ gây ra những cái khó khăn này cho người dùng mới, hoặc là những người dùng nâng cấp thì họ sẽ phải nâng cấp toàn diện mọi thứ, và thay vì đó thì hãng sẽ hỗ trợ cùng lúc cả RAM DDR4 và RAM DDR5, miễn sao là các bạn lựa chọn bên sao cho phù hợp nhất. Bởi vì hiệu năng chênh lệch hiện tại thời điểm làm video nhá, thì hiệu năng chênh lệch giữa RAM DDR5 và RAM DDR4 khi mà chơi game chỉ khoảng 2-3% thôi, tức là một cái mức hiệu năng chúng ta tạm thời có thể gọi là cân bằng nhau. Và để cắm lên em RAM thì mình sẽ lựa chọn đó chính là em RAM đến Kingston. Thì đây là dòng Kingston Fury Beast để thay thế cho dòng đó là HyperX, và dòng HyperX thì hãng đã không làm nữa và chuyển sang dòng Kingston Fury Beast. Thì đối với em hai RAM, hai thanh RAM này sẽ có tổng dung lượng là 32GB, tức là một thanh sẽ là 16GB với bus RAM rất là cao, bus RAM là 3600, và hai thanh RAM này sẽ cực kỳ phù hợp đối với những bạn nào mà sử dụng mà cần những cái hiệu năng cao nhất đối với RAM DDR4 mà các bạn mua với mức giá không quá cao, thì bộ kit RAM này là cực kỳ phù hợp. Và một thành phần nữa liên quan đó chính là về thành phần SSD. SSD ở đây thì mình sử dụng SSD đó 500GB đến từ Kingston. Thì đây là dòng NV1, một trong những dòng có mức giá khá là hấp dẫn đến từ Kingston mà các bạn có thể cân nhắc và chọn mua. Thôi, chúng ta sẽ quay trở lại một chút về cái thành phần về main đi. Mình muốn nói kỹ một chút về cái mẫu main này. Thì đối mẫu main hay dòng TWeb Gaming đây, các bạn hoàn toàn có thể cắm Intel Core i7, Core i9 hoàn toàn ổn, bởi vì sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và một cấp nguồn 4 pin để cung cấp đầy đủ điện năng dành cho CPU. Và xung quanh đây các bạn nhìn thấy luôn ở trên thành phần vỏ hộp, chúng ta sẽ có hai phần heat sink để có thể tản nhiệt được cho khu vực VRM, và khe RAM đây sẽ có bốn cái mảnh gọi là giáp một chút để có thể gia cố cho khe RAM. Chúng ta sẽ có tổng cộng là hai khu vực để lắp SSD, với cái số lượng SSD các bạn có thể cắm được là rơi khoảng chừng 4 SSD, bởi vì khe ở giữa thì không có. Thế nhưng khi mà với cần này cái gọi là khu vực lắp SSD, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái. Và hai khu vực bọc giáp này thì các bạn có thể hỗ trợ đây, thấy đây là M2 PCIe 4.0, các bạn nào có SSD 4.0 thì nên cắm được khe trên cùng để có thể đảm bảo được cái tốc độ là tốt nhất. Còn đối với đây là khe PCIe X16
gọi là design PCIe 5.0, nhưng mà thực tế 4.0 bây giờ còn dùng vô cùng thoải mái, 5.0 thì có vẻ là hơi xa. Rồi thì đấy là những cái thành phần linh kiện mới nhất mà chúng ta nên chọn mua để sao cho cái mức giá gọi là phù hợp nhất, chúng ta vẫn có thể nâng cấp mà mức giá lại không quá cao. Và chúng ta sẽ sang một thành phần linh kiện mà rất nhiều người đang quan tâm tại thời điểm hiện tại, bạn biết là gì rồi đúng không? Đó chính là về thành phần card họa. Nếu như mà để nói rằng bao giờ card họa giảm giá thì thôi, các bạn có chờ thì mình nghĩ loanh quanh khoảng chừng 2 năm nữa thì khi đấy card họa sẽ bắt đầu giảm giá. Còn bao giờ giảm về cái mức gọi là thấp nhất mà các bạn có thể mua gọi là bằng mức giá đề xuất thì mình cũng chưa thể nào biết được. Thì ở đây mình lựa chọn một em phiên bản có thể nói là cực kỳ mát mẻ để chống những nhãn thủ và nhiệt thủ có thể gọi là tìm ra cớ để chê. Thì đây là em Asus RTX 3070 Asus X Nóc Tua. Nhìn sâu qua một chút, đây đây là hai hệ thống quạt của Nóc Tua. Và để cho các bạn dễ hình dung nhất thì cái phần bảng mạch của em này là một phiên bản TWS, và họ tháo cái những hệ thống quạt của TWS ra và thay quạt của Nóc Tua vào. Thì đây sẽ có những cái điểm lợi thế. Đầu tiên đó chính là việc các bạn hoàn toàn có thể thay thế cái những cái cánh quạt này tại nhà, có thể khoảng thời gian sử dụng đầu khoảng 3-4 năm nó không vấn đề gì cả, khoảng chừng 7-8 năm có thể các bạn rất sử dụng. Bởi vì các bạn biết đấy, RTX 750 Ti bây giờ người ta có sử dụng đầy ra. Thì ví dụ nhé, sau khoảng 7 năm các bạn sử dụng mà một trong hai cánh quạt này gặp sự cố thì các bạn hoàn toàn có thể tự thay cánh quạt tại nhà luôn. Thì khi đấy các bạn chỉ cần mua những hệ thống quạt Nóc Tua tương đương thay vào đây để có thể sử dụng được. Đây là một trong những điểm lợi thế. Và cái chữ LHR ở đây là phiên bản giảm năng đào, thế nhưng mà với các pháp sư Trung Hoa thì không gì có thể giảm được, chả gì cản được họ đâu. Thì về thành phần hiệu năng, nếu mà so với những phiên bản Nóc Tua này có khác so với những phiên bản RTX 3070 khác không, thì mình xin trả lời là nó sẽ xem nhau thôi, chênh lệch nhau cùng lắm rơi khoảng chừng 3-4%, tức là một cái mức 100fps sẽ lệch khoảng chừng 3-4fps. Hầu như mọi người sẽ không để ý vấn đề đấy, mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đó chính là về phần nhiệt độ. Nhiệt độ của em này khi mà sử dụng đó chính là Fermax thì nhiệt độ sẽ loanh quanh khoảng từ 60-70°C. Và để tản nhiệt được cho CPU thì mình sẽ lựa chọn hệ thống tản nhiệt đến từ Asus luôn. Thì mình sử dụng là Ryzen 240. Thì đối với em Ryzen 240 này sẽ cho được tản nhiệt cho CPU Intel Core 7-2700K cực kỳ tốt. Và đây là em nó sau khi mình lắp xong cũng như về test xong. Đầu tiên là khi mình test game đi, thì test game mình đã test ở trên độ phân giải là 2K và mình ở trong phòng điều hòa với nhiệt độ là 24°C để các bạn có thể biết được là nhiệt độ khi mình test là như nào. Thì ở đây mình đã có lắp thêm những hệ thống quạt để có thể tối ưu cái luồng gió trong vỏ case. Và khi mình test thì mình sẽ không đóng kính và mình sẽ mở kính ra, và nhiệt độ như các bạn thấy được gọi là nhiệt độ tối ưu nhất. Và mình gặp được rất nhiều nhiệt thủ rồi, các bạn ạ, tôi gọi là chạm đến khoảng 69-70°C thôi, họ đã kêu là rất nóng rồi, quả ơi, liệu dùng trong thời gian dài liệu họ không hỏng làm sao được mà hỏng với va vẩn. Thì ở đây hệ thống tản nhiệt dành cho CPU, mình sử dụng tản nhiệt All-in-One thì được hỗ trợ bởi Nóc Tua, tức là Acer kết hợp với Nóc Tua, card họa cũng kết hợp bởi Nóc Tua nữa, thế nên làm gì còn lý do nào để kêu em này nóng nữa. Những cái nhiệt thủ coi như hết lý do để kêu em nó nóng. Còn về P/B của em nó, có thể khi các bạn xây những cái mẫu cấu hình riêng thì P/B có thể tốt hơn, các bạn có thể lựa chọn những mẫu card họa khác của Acer, không phải phiên bản kết hợp này, các bạn sử dụng phiên bản TWS thôi thì cái mức giá của bộ PC cũng sẽ giảm đi một chút. Và đường link của sản phẩm cũng như mức giá của em nó mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video, và mức giá của em nó sẽ chính xác tại thời điểm mình làm video cũng như thời điểm mình up video lên. Sau một khoảng thời gian nữa các bạn xem lại thì có thể mức giá sẽ biến động, có thể là sẽ rẻ đi một chút hoặc là cao một chút, thì các bạn sẽ thông cảm giúp mình nhá. Và đường link tất cả sản phẩm sẽ để phần mô tả. Các bạn muốn mình làm thêm về combo nào nữa thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.